Rồi, dễ thương dễ sợ luôn. Là bé này tên là Vực. Dạ, bé này là con của mẹ đi. Bé này là bé Cam. Bé này là giống Minh Kim nè. Là bé Euro. Bé này là giống Minh Cua nó bên mình nè. Đây là bé Ly Ti. Hiện tại là bé đang là một người mẹ chăm sóc ba đứa con ở quán. Đây là con của bé Ly Ti. Bé này là bé mình đặt tên là Hoa. Bé Hoa nhìn rất giống mẹ. Đây là bé Tini. Bé này là thuộc giống Napoleon. Mẹ có quán mình. Napoleon là sao ạ em? Napoleon là giống mèo có chân ngắn nhưng mà lông dài và có cái khuôn mặt rất là đặc trưng. Xinh quá. Bé Chippy này là thuộc giống Napoleon và bé là anh em thuộc với lại bé Tini. Đây là bé Lạc. Bé này là một trong những con cưng chim em có ở quán. Bé Kim Chi này là bé chân dài, tay xóng. Còn bé Chim Heo này là bé chân ngắn, tay xóng. Trời ơi, dễ thương dễ sợ luôn ấy. Đây là bé Money, là bé là con Maine Coon, hiện tại là đang to nhất ở đây ạ. Còn đây là hai bé Napoleon còn lại ạ. Bé này là bé Dâu, còn bé này là bé Chim Chi. Judy là giống mèo Silver. Xinh quá. Ok. Đây là bé Maine Coon thứ hai ở quán mình. Bé này tên là Bí Trắng này. Xinh quá. Em bé đen tinh khôi này tên Mang Cục, thuộc giống mèo Ba Tư. Hiện quán đang trong quá trình tạo đàn nên sẽ còn rất nhiều những giống mèo khác trong thời gian ngắn sắp tới. Các bạn có thời gian ghé thăm cà phê mèo Các Phê chi nhánh Bình Dương nhé. Đặc biệt chỉ có tại chi nhánh Bình Dương, vé vào cửa phòng mèo chỉ 50.000 nếu không dùng buffet đồ ăn vặt, và vé vào cửa 98.000 đã bao gồm hơn 30 món đồ ăn vặt và nước ngọt, còn được tặng thêm một ly nước trị giá 25.000 đến 55.000.